Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn trở lại cùng với Đồ gỗ Văn Sáu. Hôm nay Đồ gỗ Văn Sáu sẽ trân trọng giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bạn hai chiếc đồng hồ cây được làm trên chất liệu gỗ hương và một tác phẩm được làm trên chất liệu gỗ mun đôi công. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về kích thước và sẽ cùng nhau đến với kiểu dáng thiết kế và thứ ba là giá thành. Và chúng ta sẽ cùng check góc máy gần hơn để cùng quan sát và theo dõi. Thì ở đây có hai mẫu thì quý vị có thể thấy là thiết kế hình hộp gần giống như nhau, thì đều là mặt tròn và bên dưới là có quả lắc. Một tác phẩm làm trên chất liệu gỗ hương và một tác phẩm làm trên chất liệu là gỗ mun đôi công. Đấy, sẽ cùng đi chi tiết về kích thước. Kích thước thì còn gần như nhau. Mẫu đầu tiên thì làm trên chất liệu gỗ hương có kích thước cao là 2m 27, rộng 93 và sâu là 42. Mẫu này được gọi là cái mẫu tứ trụ tròn và có vát. Đấy, vát ở những cái phần bên có tên rất là quen thuộc, đó là tứ trụ tròn và vát. Đó. Thiết kế rất là độc đáo, từng cái đường nét họa tiết hoa văn được đục tỉa chặt rất là kỹ. Về cái phần đầu tiên của chiếc đồng hồ đó là phần hình vòm đây. Hình vòm làm những cái đường chỉ rất sắc nét và hình vòm ôm tròn đều. Đấy. Cực kỳ là nổi bật luôn. Tiếp theo đến cái phần đồng hồ. Đồng hồ này thì đây, phía bên trên này là một cái họa tiết hoa văn nổi bật ở phía trên, hai góc chân hai bên dưới đấy là hai họa tiết hoa văn đối xứng. Kèm theo thì mặt đồng hồ là chất liệu đồng sáng nhé. Các cái số thì được làm theo số La Mã cực kỳ nổi bật cho cái mặt đồng hồ. Ngoài ra thì đây chính là cái họa tiết hoa văn phía bên ngoài của cái mặt đồng hồ. Còn tiếp theo đến phần cột trụ đây. Cột trụ đã được đục họa tiết hoa văn như quý vị đang thấy đây. Phía bên trên này là được đục những cái chuỗi hạt. Chuỗi hạt bên này cũng vậy. Mẫu này thì là một cái mẫu mà được khách hàng rất là ưa chuộng. Còn phía bên này là phần phần hồi của đồng hồ. Chúng ta sẽ đi về cái phần cột trước. Và đây là cái phần mặt hai bên hồi của đồng hồ. Đấy, là những cái đường vân của chất liệu là gỗ hương đá nhé, rất là mịn, đẹp, đều luôn. Đấy, cực kỳ là đẳng cấp. Và sẽ quay sang phía bên này nữa. Đấy. Xuống phía bên dưới này thì là cái phần mặt về quả lắc cũng như là chuông màu đồng sáng và được đục, đó là đục đục hình bông lúa. Đây, hình bông lúa ôm sát về cái mặt kính. Phía bên đây là cái kính trong suốt, nhìn thấy bên trong. Tất cả những cái phần phía đây cũng có thể mở ra được. Đây, quý vị có thể thấy những cái đường bảng lề đây để mở mở được cái này và mở được cái phía bên trên này. Bên này là các cái cột cũng đục hình hạt rất nhiều luôn. Rất là đẹp. Về giá thành của mẫu này thì tôi cũng sẽ chia sẻ luôn trong nội dung video ngày hôm nay, thì giá này tác phẩm này có giá là 13 triệu 500 nghìn đồng. Đây, phần hồi thì cái đường vân của gỗ rất là đẹp luôn. Bên dưới là các cái hình trụ. Họa tiết hoa văn bán cổ điển. Vâng, và mẫu đầu tiên thì chia sẻ lại là cao 2m27, rộng 93 và sâu là 42. Giá thành 13 triệu 500 nghìn đồng, được chế tác trên cái phôi, đó là phôi gỗ hương đá, được làm chặt tỉa rất tỉ mỉ công phu từng những cái đường vòm, từng những đường vòm cho đến các cái phần hạt ở phía cột và hình bông lúa ở phía mặt đằng trước. Chúng ta tiếp theo sẽ đến với tác phẩm thứ hai, đó là đồng hồ gỗ mun đuôi công. Vì sao gọi là gỗ mun đuôi công thì vì là những cái đường vân của nó khi mà thể hiện trên phôi gỗ nó giống như là đuôi của con chim công, rất là đẹp, vì vậy gọi là gỗ mun đuôi công. Và mun đuôi công thì là gỗ nhập ở bên nước ngoài, cụ thể là bên Nam Phi, và gỗ hương đá thì cũng là gỗ hương nhập. Đấy. Thì chất liệu gỗ hương, chất liệu gỗ mun đôi công là những cái đường vân nó sẽ rất là nhỏ thôi, nó nhỏ và nó đều.
Nó không như là gỗ Munta nhé. Munta thì đường vân nó to hơn. To hơn. À, và cái mẫu này thì cao mét là hai là cao là 2m27, rộng là 96, rộng hơn mẫu vừa rồi khoảng 2 cm. Và chiều sâu là 42. Chiều sâu là 42. Đấy. Kiểu dáng thiết kế cũng là mặt đồng sáng. Đồng sáng và số là số La Mã. Bên dưới đây, quả lắc này, chuông. Tất cả đều có thể mở ra được nhé. Đây, tôi sẽ thử mở một chiếc nâng mặt này ra. Đó. Ok dạ. Làm rất là dày dặn luôn. Đóng nó ôm sát luôn. À, họa tiết hoa văn thì cũng giống như mẫu vừa rồi, đó là được đục hình hạt. Đục hình hạt ở phía cột. Đây, tất cả cột đục hạt hết. Phần mặt kính ở phía bên dưới cũng là được đục theo hình bông lúa. Phần chân được làm rất là rộng rãi và chắc chắn cho cái hình hộp đồng hồ này. À, vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng rất là chi tiết về hai tác phẩm đồng hồ cây được làm trên chất liệu gỗ mun đôi công và chất liệu là gỗ hương, đã chia sẻ rất chi tiết cho quý vị về kích thước và giá thành. Quý vị nào theo dõi được video ngày hôm nay và muốn mua một trong hai cái sản phẩm đồng hồ, hãy liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Văn Sáu qua số điện thoại rất quen thuộc, đó là 0968 152070 và 0972 282070. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung video tiếp theo.